Để có được một lớp nền mỏng mịn thì các bạn nên dùng phấn nước. Phấn nước sẽ thay thế cho lớp kem nền và phấn phủ, nên sẽ giúp các bạn tiết kiệm được thời gian khi trang điểm. Chúng ta sẽ đánh cho mắt một lớp phấn lót, sau đó dùng phấn màu nút có nhũ đánh cho phần bầu mắt. Tiếp tục dùng phấn màu cam nhạt để nhấn cho phần đuôi và đầu mắt. Và đừng quên đánh cho cả phần viền mắt dưới. Thêm một đường eyeliner bằng chì màu nâu để giúp đôi mắt trông thu hút hơn. Chúng ta tiếp tục dùng chì trắng để kẻ viền mắt dưới, tạo hiệu ứng to tròn cho đôi mắt. Đừng quên kẹp mi và chút mascara để giúp lông mi cong và dài hơn nhé. Cuối cùng là thêm một chút nhũ màu đồng cho phần đầu và bầu mắt. Tiếp đến là lông mày. Một đôi lông mày màu nâu sẽ giúp bạn trông trẻ trung hơn. Chúng ta sẽ dùng mascara màu nâu để chuốt cho lông mày trước. Sau đó dùng chì màu nâu kẻ theo kiểu gảy sợi vào những phần lông mày bị thưa. Vậy là đã xong các bước của phần trang điểm mắt rồi. Các bạn tiếp tục tương tự với bên mắt còn lại nhé.